Xin nên chào tất cả mọi người. Ken Ken Vlog đang có mặt ở huyện Hóc Môn của thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan và cúng viếng chùa Đông Linh hay còn gọi là chùa Hang. Đây là một ngôi đại tự cổ tự của người dân địa phương. Hôm nay cùng trải lòng và cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người không gian Phật pháp của chùa Đông Linh. Rất mong mọi người thương cùng đón nhận video clip ghi hình tại ngôi chùa này của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh mọi người nhé. Xin kính chào tất cả mọi người. Hiện tại Ken Ken Vlog đã có mặt ở chùa Đông Linh hay còn gọi là chùa Hang thuộc xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Ken Ken Vlog và di chuyển đến tham quan và công việc cũng như ghi hình chia sẻ cùng mọi người không gian Phật pháp của chùa. Rất mong mọi người thương cùng đón nhận video clip ghi hình chùa Đông Linh hay còn gọi là chùa Hang của Hóc Môn. Mình cố gắng di chuyển vào bên trong để trải lòng với không gian Phật pháp. Hôm nay đến với chùa Đông Linh vào một buổi chiều nắng nhẹ thì mình cầm máy ghi hình đã chia sẻ cùng mọi người không gian Phật pháp của chùa luôn. Khi chúng ta vừa di chuyển vào bên trong khuôn viên của chùa thì mình sẽ thấy hình tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế ngồi trên đài sen, tôn tượng cao khoảng 15 m, rất đẹp và trang nghiêm của chùa. Mình xin ghi hình chia sẻ cùng mọi người ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất đẹp và rất là trang nghiêm hết mọi người. Hôm nay một buổi chiều tà nắng nhẹ của Hóc Môn thì mình đến tham quan cúng viếng chùa, cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Rất mong với những hình ảnh mà Ken Ken Vlog ghi hình chia sẻ cùng mọi người, có dịp nào đó mọi người về với huyện Hóc Môn cùng mà ghé viếng chùa Đông Linh hay chùa Hang của Hóc Môn mọi người ha. Không gian Phật pháp và rất đẹp và trang nghiêm. Hình tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi trên đài sen được sơn vàng rất đẹp đó mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị trí nằm cạnh đây thì mình thấy có hình ảnh của Tây Phương Tam Thánh Phật, Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và có hình tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn mọi người. Những tôn tượng rất đẹp và rất là trang nghiêm luôn đó mọi người ạ. Bây giờ chúng ta di chuyển vào bên trong khu vực chánh điện để cùng cúng viếng. Mình là cầm máy ghi hình để chia sẻ cùng mọi người không gian Phật pháp của tòa nhà chánh điện mọi người ha. Vị trí khi chúng ta vừa di chuyển vào mình thấy có hình ảnh của ngài Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát. Và vị trí đối diện thì mình có thấy hình ảnh của ngài Tiêu Diện Đại Sĩ Bồ Tát mọi người. Đẹp và rất là trang nghiêm ha mọi người ha. Nam mô Tiêu Diện Đại Sĩ Bồ Tát. Hôm nay thì hữu duyên mình đến được với chùa thì mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Rất mong mọi người thương cùng đón nhận xem video clip ghi hình chùa Đông Linh hay còn gọi chùa Hang của Hóc Môn mọi người. Vị trí Ken Ken Vlog ghi hình chia sẻ cùng mọi người là tháp Đại Hồng Chung của chùa và khu vực chánh điện của chùa mọi người ha. Rất đẹp và rất là trang nghiêm luôn. Và vị trí khu vực chánh điện thì mình quan sát thấy là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôn tượng của ngài có chiều cao khoảng 3 m và phía sau là có hình ảnh của bức phù điêu rất đẹp và rất là trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng với những tâm niệm là Ken Ken Vlog chia sẻ cho mọi người những hình ảnh về cảnh chùa, mọi người xem hoàn toàn miễn phí. Rất mong mọi người thương cho một like, bấm đăng ký kênh, cùng theo dõi những video clip ghi hình về cảnh chùa cũng như là các địa điểm du lịch mà Ken Ken đến cầm máy chia sẻ cùng mọi người. Đặc biệt hơn, mọi người xem được hình ảnh về những cảnh chùa của Ken Ken Vlog. Một ngày nào đó mọi người có duyên thì đến tham quan cúng viếng chùa, chúng ta cùng nhau niệm Phật và cùng mà trợ duyên và cùng dường chia sẻ cho chùa, có thể là tùy theo khả năng của mình, của mọi người ha. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị trí Ken Ken Vlog ghi hình chia sẻ cùng mọi người là điện Quán Âm Bồ Tát, lộ thiên với hình ảnh Đức Quan Âm Bồ Tát Nam Hải đứng trên đầu rồng, rất đẹp và rất là trang nghiêm. Tôn tượng có chiều cao khoảng 15 mét mọi người. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, rất là đẹp và trang nghiêm mọi người ha. Hôm nay mình có dịp công tác đến với huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, rồi kết hợp với du lịch tâm linh chùa Đông Linh hay còn gọi là chùa Hang. Mình đến tham quan cúng viếng rồi cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người luôn ạ. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đẹp quá mọi người ha. Mặc dù ngôi chùa nằm tại trung tâm của Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên khuôn viên của chùa cũng khá là rộng, mọi người đến tham quan. Tiếng ồn xe thì cũng không nhiều mọi người, cũng thấy rất là an nhiên và thanh tịnh mọi người ạ. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Khu vực của chùa thì vị trí đậu xe hơi bên trong khuôn viên của chùa rất thuận tiện và dễ dàng, cho nên là mọi người có dịp đi đến và bằng xe hơi, xe 5-4 chỗ thì cũng khá thuận tiện cho mọi người ha. Mình đi xung quanh khuôn viên của chùa thì mình thấy hình ảnh của Đức Bổn Sư, bởi tôn tượng là một trong những công trình nổi bật của chùa, rất đẹp và trang nghiêm, có mặt hướng ra khu vực đường mặt tiền đường đó mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhìn rất đẹp và trang nghiêm lắm phải không mọi người? Wow, khuôn viên của chùa là đây. Mình cố gắng cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những điển tích của Đức Bổn Sư ha. Góc hình ảnh, góc ảnh này rất là đẹp nè, mình chia sẻ cho mọi người. Góc ảnh đẹp, hình ảnh Đức Quan Bồ Tát mọi người. Cạnh bên là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế đản sanh. Tôn tượng của Đức Bổn Sư thì có chiều cao khoảng 1 mét ha mọi người. Đẹp và trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở vị trí này thì mình thấy có điện tháp, nơi có hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp cho 5 anh em Kiều Trần Như. Những tôn tượng được sơn mới rất đẹp và trang nghiêm, được sơn vàng mọi người ha. Đẹp quá mọi người ạ. Không gian Phật pháp của chùa thì như mình quan sát thấy thì ngôi chùa cũng có nhiều khu vực điện thờ đã phơi màu sơn đã cũ mọi người, và những công trình cũng đang còn trong quá trình dở dang. Ken Ken Vlog chia sẻ cho mọi người những hình ảnh mới nhất của chùa. Rất mong mọi người có dịp đến với chùa cùng nhau niệm Phật và phát tâm nguyện trợ duyên cho chùa, cúng dường xây dựng chùa thì rất là tốt cho tất cả chúng ta phải không mọi người? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Lặc Tôn Phật. Nằm cạnh với khu vực điện Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp cho 5 anh em Kiều Trần Như thì ở góc này mình thấy có điện Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế nhập Niết Bàn và có hình ảnh của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đẹp và trang nghiêm, không gian Phật pháp của chùa mọi người ạ. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở vị trí này thì Ken Ken Vlog quan sát thấy là khu vực điện thờ Bà Châu Đốc, Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu mọi người, và các vị Ngũ Hành Nương Nương, Diêu Trì Địa Mẫu ha. Giờ mình di chuyển vào bên trong để cúng viếng, mình cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người luôn ha. Nam Mô Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu. Tôn tượng của Bà Chúa Xứ đẹp và trang nghiêm mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Cạnh bên là hình ảnh của Ngài Diêu Trì Kim Mẫu mọi người ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Đẹp và trang nghiêm ha. Mọi người đã bao lần đến với chùa Đông Linh hay còn gọi chùa Hang của Hóc Môn chưa mọi người? Nếu chưa có dịp thì hãy tranh thủ làm chuyến ha, bởi cũng gần trung tâm thành phố mọi người, cũng rất là thuận tiện ha. Và cạnh bên đây là Diêu Trì Địa Mẫu mọi người, tôn tượng của Ngài trong tư thế đứng trên quả đất ha. Và phía bên dưới thì có hình ảnh của Đức Quán Thánh Đế Quân và các vị khác, Đức Mẫu Mẹ mọi người. Nam Mô Diêu Trì Địa Mẫu Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở vị trí này thì mình quan sát thấy có một hòn non bộ, hòn núi giả ha. Thì bên trong có thờ các vị Ngũ Hành Nương Nương. Mình xin phép di chuyển vào bên trong để cúng viếng, mình xin ghi hình chia sẻ cùng mọi người. Nam Mô Ngũ Hành Nương Nương Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Khu vực thờ rất là linh thiêng và rất là trang nghiêm mọi người. Wow, ở đây có hình một cái hang, cho nên khu vực chùa này, chùa Đông Linh còn gọi là chùa Hang, bởi bên trong đây có một cái hang và hình ảnh của một con rắn là mọi người, và có lối hang dẫn ra vào khu vực điện thờ của các vị Ngũ Hành Nương Nương ha. Chùa cũng phục dựng nên hình ảnh là tại sao chùa gọi là chùa Hang là như vậy mọi người. Ở trong đây cũng có phục dựng một cái hang núi giả như thế này cho mọi người có cảm giác là vào giống như là những cái ngôi chùa ở khu vực miền núi hay có những hang thờ tổ ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy video clip ghi hình chia sẻ cho mọi người hình ảnh chùa Hang hay còn gọi là chùa Đông Linh, một trong những ngôi cổ tự của người dân địa phương của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây xin tạm dừng, chúc mọi người sớm có chuyến hành trình đến tham quan cung điện chùa trong một thời gian gần nhất mọi người ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.